sáng nay là chào anh Hỷ nha. Lâu quá anh em mình mới gặp lại. Có một số bạn bè của mình đó, nó hỏi là già Hỷ là già ở đâu. Mình nói già Hỷ là ở Pleiku Kon Tum, ở hội văn nghệ của Pleiku Kon Tum. Khi nào mà anh em mà cùng đi với mình mà đi hồi hương đó, thì mình đưa anh em mình đi ngang qua nhà già Hỷ thì ghé qua. Già Hỷ là coi như nhà bán nước, giải khát trái cây, nói chung là quán nhậu đủ thứ, anh em mà rất thích. Tôi kể như vậy đó, thì từ ngày giờ mà anh cho cái cây mà Armonica mà tôi thổi, nói chung là bữa nay là mấy cái râu nó lỡ mồm lỡ miệng hết rồi đó, mấy cái râu nó che hết rồi đó. Nhờ cái râu nó phủ lại, nói chung là kiện hay thổi tập đi tập lại thổi, tôi muốn thổi cho nó vui. Thì anh em cũng gửi lời thăm sức khỏe anh, nghe nói anh là năm anh nay là cũng lụm cụm lụi khụi mà yêu đương người nhiều lắm, những cái bài thơ thầm là yêu không không. Thì hôm nay là mình cũng muốn là gửi gắm cho anh là những cái giai điệu kèn, anh biểu tôi hỏi thổi được bài nào là cứ thổi cho anh nghe bài đó. Thì thôi bữa nay mình thổi hay vợ mình có thổi đại trước khi thổi đó mình luyện lại. Gia đình vui khỏe bình an nha, rồi gửi lời thăm anh em ở trong hội, xin tạm biệt buổi sáng như vậy thôi.